Sau đây tôi xin chia sẻ cái cách tải và cài đặt phần mềm Sky và sử dụng trong giảng dạy trực tuyến. Thì trước tiên chúng ta vào Google để tìm đường link tải phần mềm Sky và chúng ta bấm vào tải về. Trên này thì có rất là nhiều cái đường link để chúng ta tải. Còn trên điện thoại thì chúng ta có thể vào CH Play hoặc là Store để chúng ta tải app Sky về và tiến hành cài đặt. Sau khi tải thì chúng ta có bấm vào chạy phần mềm thì lúc này phần mềm sẽ tự động cài đặt. Rồi chúng ta bắt đầu vào phần mềm Sky. Để đăng nhập thì chúng ta bấm vào cái nút đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Sau đó chúng ta dùng địa chỉ mail của chúng ta để chúng ta đăng nhập. Có thể sử dụng số điện thoại cũng được. Chúng ta nhập cái password của cái địa chỉ mail của chúng ta và sau đó chúng ta bấm vào đăng nhập. Bước này có nghĩa là để cập nhật cái ảnh đại diện, nếu chúng ta cần thì ta cập nhật. Bấm vào đây để cập nhật. Không thì chúng ta có thể bỏ qua. Bước này để dùng cái test mic và chúng ta test cam. Ta có thể bỏ qua. Xem như là chúng ta đã tải và cài đặt xong cái phần mềm Sky. Bây giờ để tạo một cái lớp chúng ta dạy trực tuyến thì trước tiên chúng ta phải vào một tạo một cái nhóm, nhóm là new, nhóm trò chuyện, new chat. Và chúng ta đặt tên cho cái nhóm. Hiện ở đây đặt 12A năm 2020. Đây là cái tên của nhóm. Và ta nhấn vào nút hoàn thành. Coi như lúc này ta đã tạo được một cái lớp học. Lúc này thì cái thành viên trong lớp là chưa có. Giờ để chúng ta thêm thành viên thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách là chia sẻ liên kết. Rồi ta bật cái nút chia sẻ vào. Nhấn vào nhóm và ta bật vào cái nút chia sẻ liên kết. Ta copy cái liên kết để chúng ta chia sẻ. Thì chia sẻ chúng ta có thể chia sẻ qua là Zalo hay là Messenger hay địa chỉ mail gì bất kỳ. Ở đây demo tôi xin là chia sẻ qua cái nhóm ở Zalo ha. Tức chúng ta vào nhóm Zalo của lớp á, sẽ chia sẻ cái đường link này. Chỉ cần vào nhóm Zalo rồi chúng ta bấm gỡ là coi như là chúng ta chia sẻ xong cái liên kết. Nếu học sinh đã cài Sky rồi thì chỉ cần bấm vào đường link để có thể tham gia lớp học. Có một cái lỗi mà học sinh thường mà nó vấp phải khi nó tham gia nhóm. Sau khi các em cài đặt xong, các em vào liên kết, vào đường liên kết thì các em gặp cái bảng lựa chọn như thế này thì đa phần các em chọn vào cái dấu xanh đậm, tức là mấy em lại download Sky một lần nữa. Tức là các em đi vòng vòng mà nó không vào được nhóm. Thì lúc này chúng ta chú ý cho các em là khi các em nhấn vào liên kết thì người ta không chọn vào cái màu xanh đậm này mà người ta chọn vào cái nút cái hàng cuối cùng rồi conversation này để chúng ta tham gia nhóm. Để tiến hành dạy trực tuyến trên Sky thì khi đến giờ chúng ta sẽ tham gia vào lớp học và thực hiện cuộc gọi bằng video và chờ các em tham gia. Thì trong thời gian chờ các em tham gia, chúng ta có thể kiểm duyệt danh sách, kiểm duyệt việc tham gia học của các em. Thì khi lớp đông thì tất cả các em không hiển thị trên màn hình thì chúng ta phải vào chỗ dấu cộng
cộng thêm, ví dụ này cộng 20 lít vô thì ta sẽ thấy toàn bộ danh sách học sinh. Và sau đây là một số chức năng chính của phần mềm CAI. Chức năng này dùng để bật tắt âm thanh, khi nào các em tham gia ý kiến hay bật âm thanh. Còn đây là chức năng dùng để tắt, mở cam. Đây là chức năng dùng để chụp nhanh màn hình. Và khi các em quan tâm vấn đề nào mà các em không ghi là kịp thì chúng ta có thể chụp nhanh cái màn hình, chụp nhanh nội dung để các em học lại. Và đây là chức năng mở cuộc hội thoại. Trong quá trình dạy thì chúng ta có thể trao đổi với các em bằng tin nhắn hoặc bằng hình ảnh hoặc bằng file. Thì đây là trong này, khi tôi bấm vào ba chấm này có nhiều chức năng. Trong điện thoại thì bao gồm cả chức năng chia sẻ màn hình, nhưng trên máy tính thì nó nằm riêng. Đây có chức năng là quan trọng, đó là bắt đầu ghi, thì cho phép chúng ta ghi là nội dung toàn bộ cái buổi học để cho các học sinh có thể xem lại sau khi các em học. Còn đây là chức năng để mời thêm các em vào học, mời thêm người tham gia. Và quan trọng nhất đây là chức năng chia sẻ màn hình. Đây, chức năng này chúng ta dùng để chia sẻ nội dung bài giảng của chúng ta. Thì ví dụ tôi lấy demo một cái đoạn bài giảng môn lịch sử, thì khi chúng ta chia sẻ màn hình như vậy thì tất cả các em trong lớp học đều thấy nội dung bài giảng của chúng ta và có thể tương tác trực tiếp với chúng ta. Các em cũng có thể trao đổi với nhau, giáo viên với học sinh và học sinh với học sinh. Thì thực hiện cái phần mềm CAI bằng chức năng chia sẻ màn hình thì chúng ta sẽ thực hiện bài giảng nó giống như chúng ta đang học trên lớp, mà sử dụng trình giáo án trình chiếu bằng PowerPoint. Còn đối với các môn tự nhiên, chúng ta có thể giao các hoạt động, chúng ta sẽ giao với một cái hoạt động bài tập gì đó cho các em thực hiện, xong rồi các em có thể chụp, các em nộp sản phẩm bằng cách chúng ta chụp ảnh, chúng ta gửi lại, sau đó chúng ta nhận xét. Thì cũng như tương tự chúng ta đang thực hiện trên lớp, trực tiếp trên lớp. Sau đây xin giới thiệu một số cái hình ảnh của các lớp mà nó đã tham gia học. Đây là một số hình ảnh. Đây là cái bài dạy được lưu lại sau buổi học. Đây là tôi sẽ trích một phần của bài dạy. Ta thực hiện dạy là sau khi dạy các em có thể xem lại. Nếu chúng ta theo không kịp, chúng ta có thể xem lại toàn bộ nội dung của bài dạy. Đây là số rồi.